có lần đệ này đeo bướng hoặc lần kia bướng hơn. Chị ơi, ra nhìn được chưa? Thử xem bọn anh cái cẩu này nó có bị như ở Minh Vương lần trước không? Lần trước Minh Vương lần trước cẩu chưa làm lật cẩu lật cẩu lật cẩu. Mày quay cái mặt này nó cho mày lên TV. Đây cũng có lốp này. Đây có hai quả này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.